ơi là đâu vậy mọi người ơi, sao mới sáng sớm mà ok vậy? Ơi chết rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Tôi thấy có cái gì đó sai sai cái ơi, hình như tôi không đang ở trong cái ngôi nhà của mình mà tôi đang ở đâu vậy? Như tôi đang ở trong một cái mê cung sao? Trời đất ơi, sáng sớm mới ngủ dậy mà đã bị bắt vô chơi mê cung rồi. Nhưng mà mê cung này là mê cung gì vậy mọi người? Sao tự nhiên nhìn nó lạ quá vậy? Trời đất ơi, tôi phải thoát ra khỏi cái mê cung này mới được các bạn. Trời ơi, tôi ghét nhất là bị lạc vô cái mê cung đó các bạn, tại vì không biết đường nào mới là đường ra hết các bạn ơi. Các bạn có biết đường đâu? Trời ơi, này là đường cục rồi, đường cục rồi. Rốt cuộc là ai đã đưa tôi vô cái mê cung này vậy trời? Là tụi tao đó nha. Cái gì đừng nói đâu. Ôi trời, lại là giấc vôi và chị mèo. Sao mọi người biết anh người khổng lồ hết trơn vậy? Không phải là người khổng lồ đâu, là em nhỏ xíu á. Ủa là sao? Đừng nói là ôi tôi đang nhỏ xíu trong cái mê cung các bạn ơi. Trời đất ơi, hèn gì tôi lấy có gì đó lạ lạ. Trời đất ơi, vậy là mọi người đã biến nhỏ tôi rồi, nhốt tôi vô cái mê cung này sao? Gọi gọi mình phải kiếm đường ra, đường ra nằm ở đâu vậy? Đường ra nằm ở đâu vậy? Ồ tôi thấy bên kia có cái đường ra đi ơi, bên kia có đường ra coi. Trời ơi, tôi giống như cái con chuột hamster vậy. Rồi bây giờ đường ra đây rồi, đường ra đây. Yeah, ra được rồi. Trời đất ơi, tức quá đi mà. Giống như con chuột hamster trên mê cung dễ thương vậy các. Trời đất ơi, đây có giỡn. Trời đất ơi, biến tôi trở lại bình thường, mau lên. Ok, biến lại. Trời đất ơi, ok bình thường vậy. Wow, tôi đang biến lên trở lại đây các bạn ơi. Trời đất ơi, mấy người này lúc nào cũng trôn tôi chả bỏ tôi vô cái mê cung tí hon này. Rốt cuộc là mọi người muốn cái gì đó? Tôi muốn rủ ông xây thử thách mê cung á. Xây thử thách mê cung hả? Trời đất ơi, chắc chắn là các bạn fan nó yêu cầu rồi đúng không? Bởi nên chắc mới nói vậy. Đúng rồi, tôi thấy quá trời các bạn comment là anh Toga ơi, hãy thử thách xây mê cung đi, em sẽ ủng hộ anh. Nên được rồi, tôi sẽ chiều ý các bạn vào hôm nay hả. Nhưng cái lúc mà mọi người trôn mình bằng cái mê cung này thì chúng ta cùng nhau xây mê cung xem từ ai là người xây mê cung sẽ nhất. Và lần này có sự góp mặt của chị Mèo đúng không? Chị Mèo, xây mê cung có được không đó? Chị xây ơi, diễn á, chị Dũng xây được hết á. Để chị thắng cho mà coi. Ghê vậy, thắng luôn sao? Được rồi, vậy thì bây giờ cùng nhau đi thôi nào anh em ơi, let's go. Được rồi, và tụi tôi đã trở lại với địa điểm để xây mê cung được các bạn. Thì các bạn hãy nhớ là hãy coi tới cuối video để có thể chấm điểm cho mọi người để xem thử mê cung qua là người xây đẹp nhất nha các bạn. Được rồi, và bây giờ nhớ nha các bạn, nhớ chấm điểm nha. Còn bây giờ thì hãy chia ra, chúng ta hãy chọn một cái vị trí của mình để ta có thể xây mê cung đi các bạn ơi. Let's go, let's go. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng chưa? Được rồi, nếu đã sẵn sàng rồi thì bắt đầu thôi nào. Được rồi các bạn ơi, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu xây một cái mê cung. Nhưng mà các bạn thấy thắc mắc là tôi đang cầm trên tay cái block gì không? Đó chính là cái block cầu vồng đó các bạn. Các bạn nhìn đây. Đây chỉ là một block 7 màu các bạn, và tôi đã làm sẵn một cái khung để tôi có thể xây mê cung và nhìn nó rất là nhức mắt nhức đầu luôn các bạn. Tại vì sao? Tại vì chúng ta sẽ làm mê cung bằng cái block này để mà khi chúng ta bị lạc vô cái mê cung này một cái là chúng ta nhìn màu này chúng ta nhức mắt nhức đầu, là không thể nào mà vượt qua được cái mê cung các bạn. Chúng ta sẽ bị kẹt trong này mãi mãi. Trời đất ơi, tôi nhìn không tôi cũng đã thấy nhức mắt rồi, các bạn có thấy vậy không? Thì được rồi, bây giờ chúng ta trước tiên chúng ta cần làm một cái cổng, gọi là cái cổng vô mê cung các bạn. Tất cả các mê cung đều có cổng vô và cổng ra đúng không mọi người? Thì cổng vô mình sẽ làm ở đây nè, mình sẽ đập cái hướng này. Đây chính đây chính là cái chỗ mà cổng vô cho mọi người đó các bạn. Sau khi đã có cái cổng đi vô rồi, chúng ta sẽ đi vô và bắt đầu làm những cái bức tường mê cung đó các bạn. Tại vì những cái bức tường là những thứ rất là quan trọng để mà chúng ta xây được một cái mê cung các bạn đó. Thì chúng ta sẽ làm những cái bức tường thiệt là lắc léo, thiệt là ngoằn ngoèo để cho cái người chơi mà người khi đã một khi đã đi vô mê cung này thì chắc nhiên sẽ bị kẹt ở đây ở trong cái vòng lặp mê cung này mãi mãi luôn các bạn. Các bạn hãy xem tôi xây kia những bức tường nha. Được rồi các bạn ơi, chúng ta đã vừa làm xong một lớp mê cung trong một cái mê cung bự rồi các bạn. Như đây nè, các bạn nhìn đã thấy đủ nhất đắc mắt nhất đầu chứ các bạn ơi. Đây thì đây chính là cái cổng vô hồi nãy tôi nói đó. Thì chúng ta sẽ phải đi vô cái mê cung này. Trời đất ơi, chưa gì là chúng ta đã thấy hắc não rồi đúng không các bạn? Thì nhiệm vụ của chúng ta là phải vượt qua cái mê cung đầu tiên này, đi qua đi lại. Và cái cổng ra nó nằm ở tận bên này lên các bạn ơi. Thì không biết xíu nữa mình đứng ở trên mình nhìn xuống những cái người kia nó sẽ chơi những cái thử thách mê cung ở trong này, không biết họ có thể vượt qua được không hay là sẽ nhức mắt nhức đầu và kẹt ở trong đó luôn các bạn. Thì sau khi vượt qua được cái lớp mê cung đầu tiên này thì họ sẽ đến với thử thách đầu tiên của Toga TV có các bạn ơi. Thì đây cái phần tường bên này mình để dành cho cái thử thách đầu tiên đó các bạn. Thì sau khi vượt qua được cái mê cung này đó, ra từ cái chỗ đó chúng ta sẽ tới cái thử thách đầu tiên đây các bạn. Thì các bạn có biết thử thách đầu tiên là gì không? Thì đây, đầu tiên để làm được cái thử thách này chúng ta cần làm một cái hàng rào, mà mình cũng sử dụng cái hàng rào cầu vồng ở đây luôn cho nó nhức đầu coi. Thì bây giờ sau khi bước ra từ đây chúng ta sẽ phải đứng ở đây, sau đó cầm cái cung bắn về hướng kia, và để hướng này mình sẽ đặt những cái gọi là những cái tấm bia 7 màu các bạn. Đây các bạn thấy những cái tấm 7 màu không, mình chỉ cần đặt nó vô đây một cái đó nó sẽ tự động chạy qua chạy lại coi như là đó. Các bạn có hay chơi cái trò chơi ngoài hội chợ không? Thì chúng ta phải làm sao để cầm cái cung này mình nhắm đúng vô cái này, mặc dù nó đang di chuyển nha các bạn, mình phải bắn làm sao cho nó dính ra được rồi. Nhưng mà bây giờ mình sẽ test thử cái trình độ bắn cung mình tới mức nào nha các bạn. Được rồi, phải nhắm kỹ vô nha các bạn. Rồi hãy cha, ôi giời, hụt mất tiêu luôn rồi, hơi bị khó nha các bạn. Hãy cha, dính rồi. Và chỉ cần chúng ta bắn dính cái bia đó thì đằng sau nó sẽ có một cánh cổng như thế này và nó sẽ mở ra cho các bạn để qua được cái thử thách tiếp theo. Nhưng mà không chỉ có một cái bia như hồi nãy đâu các bạn nha, mà tổng cộng là có 3 cái bia nữa. Các bạn nhìn kia, có 3 cái bia nó đang di chuyển, và nhiệm vụ của chúng ta xíu nữa làm sao 3 người kia có thể bắn được tất cả 3 cái này cho nó rụng hết đó các bạn ạ. Chúng hết phải trúng hết luôn, thì cái cánh cổng đằng sau nó sẽ mở ra cho 3 người đó. Mình thử bắn một cái này nha các bạn. Ấy cha, ôi hộp rồi, hơi bị khó. Để mình thử bắn cái giữa này, cái căn này. Ôi trời đất ơi, hơi bị khó luôn các bạn. Rồi hãy cha, ôi dính được một cái rồi đó. Thì chỉ cần bắn hết được 3 cái này thì coi như thử thách này sẽ được hoàn thành, và chúng ta sẽ qua thử thách tiếp theo bằng cách đi qua cổng này các bạn. Let's go. Và bên này chúng ta sẽ có một cái khu vực trong
như thế này, đây chính là cái thử thách thứ hai đó các bạn ơi. Thì thử thách này mình cũng sẽ xây một cái mê cung trước tiên các bạn, nhưng không phải một cái mê cung bình thường đâu. Thì trước tiên chúng ta cứ phải xây một cái mê cung đã các bạn. Được rồi, để tôi xíu nha. Ở đây và ở đây, được rồi. Vậy là chúng ta đã xong một cái mê cung khác rồi các bạn. Và cái mê cung này nó chằng chịt, nó ngoằn ngoèo hơn cái mê cung hồi nãy một chút xíu các bạn. Tại vì cái này đã là level 2 rồi mà, đúng không các bạn? Nhưng mà bây giờ mê cung này nó có một cái còn khó hơn nữa các bạn. Các bạn biết đó là gì không? Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem ngay. Và xin giới thiệu với tất cả các bạn điều đặc biệt ở trong cái mê cung cầu vòng thứ hai này. Đó chính là các bạn nhìn thấy không? Đây chính là một cái mũi tên cầu vòng nó đang xoay ở bên dưới tôi này các bạn không? Các bạn thấy nó đang xoay không? Thì nó xoay như vậy có mục đích gì các bạn? Thì đây được gọi là cầu vòng mũi tên đảo chiều. Thì đây bây giờ tôi sẽ đi vô cái mũi tên này một cái cho các bạn xem cái tác dụng của nó nha. Được rồi, đi vô cái này. Các bạn ơi, tôi đang bị xoay theo hướng cái mũi tên này các bạn. Thì các bạn như này, nó sẽ đưa tôi xoay liên tục và tôi sẽ đi. Trời ơi, tôi đang đi đâu vậy? Trời đất ơi, sẽ không biết đi hướng nào nữa các bạn. Ví dụ đi vô cái nó xoay tôi cái. Ôi trời, đi ra lại cho cũ. Trời đất ơi, đúng là cái mũi tên này nó xịn các bạn. Vô nè. Ôi ơi, nó xoay đi các bạn. Trời, vừa bảy màu mà vừa chóng mặt nữa. Trời đất, chắc đi vô này chơi chắc là ói hết luôn đó các bạn. Thì đó, đây chính là cái tác dụng để mà tăng cái độ khó cho cái mê cung này, đó chính là cái mũi tên cầu vòng đó các bạn. Và bây giờ tôi sẽ đặt thiệt là nhiều cái mũi tên cầu vòng này xung quanh. Hồi nãy là bắt đầu từ đây đúng không? Đi ra ngoài này mình sẽ đặt một cái, bên này một cái nè, rồi bên này một cái nữa nè. Được rồi các bạn. Vậy là tôi đã đặt quá trời mũi tên các bạn như này. Quá trời mũi tên là ở đây một cái, đây một cái, đây một cái, và ở đây một cái, đây một cái, quá trời quá đất luôn các bạn. Và đặc biệt là gần ngay cái chỗ mà thoát ra được khỏi cái mê cung, tôi đặt rất là nhiều mũi tên để có thể gây gọi là náo loạn, gây nhiễu loạn đó các bạn. Bây giờ tôi sẽ đi thử cho các bạn coi, xem thử cái mê cung này nó hắc não và nó khó tới mức nào các bạn. Đầu tiên mở cửa ra đúng không? Đi vô chúng ta xảy ra đây chứ là một cái mê cung bình thường thôi, nhưng mà điều kỳ diệu bắt đầu xảy ra khi mà chúng ta thấy có một cái mũi tên xoay ra. Bây giờ mình đi vô. Trời, nó đưa mình lại vị trí cũ rồi. Vậy là bây giờ mình phải thiệt là thông minh rồi, mình phải xoay thử nó. Đi tiếp này đã, chúng ta phải đi tiếp đúng khi mà nó xoay đủ một vòng. Rồi chết rồi, đi ngược rồi, lại quay. Đi qua vậy mới đúng rồi, nhưng mà đường cục rồi, phải quay lại thôi các bạn. Thì làm sao có thể vượt qua được cái mê cung này mà vượt qua được hết những cái mũi tên này, thì coi như chúng ta có thể vượt qua được thử thách đó. Coi ơi, nó đang xoay, nó đang xoay này coi. Trời, trong mặt quá. Rồi chết rồi, bây giờ mình thử. Ôi, hình như sắp tới rồi này các bạn. Nếu mà đúng như ấy rồi, đây rồi, đây chỉ là cái mũi tên cuối cùng và chỉ cần đi qua được. Ôi, trong mặt quá, đi qua thôi. Yeah, nếu như vậy thì coi như vượt qua được thử thách mê cung thứ hai của tôi là cái gì. Nhưng mà đó là tại vì tôi là người làm ra cái mê cung này nên tôi có thể dễ dàng qua, mặc dù nó cũng hơi khó. Nhưng mà những người như là Huy Nấp Dắt, chị Mèo thì tất nhiên sẽ bị kẹt ở trong này cho bạn coi. Và sau khi vượt qua được cái mê cung này, chúng ta sẽ đến với thử thách tiếp theo, và thử thách về sau càng ngày nó sẽ càng khó và càng hắc não và càng nhức đầu nữa các bạn. Các bạn hãy nhớ là coi hết video nha. Và đây sẽ là thử thách tiếp theo các bạn, đó chính là thử thách bước nhảy cầu vòng nha các bạn. Tại vì sao các bạn như đây đó, tôi đã đào một cái lỗ ở dưới này, đó chính là cái chỗ mà này gọi là cái chỗ bị rớt đó các bạn. Thì chúng ta phải nhảy, phải bắt cua làm sao để có thể nhảy lên những cái cầu vòng này. Nhưng mà cái cầu vòng này nó không có đứng yên nha bạn, mà nó sẽ xoay chuyển như thế này này. Hãy cho đó, đã thấy chưa, cái cầu vòng bây giờ nó đã xoay vòng rồi. Bởi vậy bảy màu nó còn xoay nữa thì còn gì mà không nhức đầu các bạn. Bây giờ mình sẽ phải bắt cua đây này. Ôi trời, nó xoay kìa. Ai da rớt rồi, trời đất ơi. Thì xíu nữa mình sẽ để những cái bẫy ở dưới này, nhưng mà mình sẽ tính sau. Bây giờ mình sẽ làm cái phần bắt cua ở trên trước các bạn. Được rồi, và tôi đã làm tổng cộng là 4 cái vòng xoay cầu vòng rồi các bạn. Thì nhiệm vụ chúng ta là phải bắt cua qua, nhưng mà đừng có để té nha các bạn. Ôi rồi xong, té luôn. Làm lại nữa các bạn. Được rồi. Bây giờ tiếp theo. Ôi trời, trời đất ơi, khó quá vậy. Cảm ơn vậy, các bạn thấy không? Rất là khó luôn khi mà vừa nhiều màu mà vừa xoay nữa các bạn. Thì làm sao để có thể nhảy được 1, 2, 3, 4 được qua bên kia, thì coi như sẽ qua được cái thử thách tiếp theo của tôi gà các bạn ạ. À, các bạn có đoán ra được những cái con quái vật mà tôi sẽ để ở dưới này, nếu mà đề phòng những cái mấy người kia bị lọt xuống dưới thì sẽ gặp những con quái vật đó là gì không? Và có đoán ra không? Đó chính là những con Rainbow Friend đó các bạn ơi. Đây chính là những cái con quái vật cầu vòng, và tất nhiên chúng ta sẽ để nó trong một cái thử thách mê cung cầu vòng đúng không các bạn? Các bạn ở đây đoán đúng không? Thì tôi sẽ xíu nữa tôi sẽ thả tim cho các bạn, liền đợi tôi một xíu nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho thiệt là nhiều quái vật vô. Và sau khi vượt qua được cái thử thách là bước nhảy cầu vòng này, chúng ta sẽ đi tới cái thử thách cuối cùng, coi như là thử thách khó nhất ngày hôm nay trong cái thử thách mê cung cầu vòng của tôi gà đó các bạn. Thì đây, chỗ này chính là nơi chúng ta sẽ đánh con boss cuối cùng. Các bạn có biết con boss là gì không thì hãy thử comment dữ đó nha. Và bây giờ tôi sẽ tiết lộ cho anh em nha, đó chính là con quái vật bọ cạp cầu vòng. Trời đất ơi, đây chính là một cái con bọ cạp 7 màu các bạn ơi. Nó rất là bự, nó rất là to và nó rất là đáng sợ. Nhưng mà nó có 7 màu các bạn, nhưng mà nó rất là mạnh đó các bạn. Nhìn cái càng nó kìa, nó bự như là cái càng cua vậy. Nó kẹp một cái là chết đó nha. Cái đuôi nó còn có nọc độc cầu vòng nó, bởi vậy đừng có để đụng vô cái đuôi nó một cái là xỉu chắc luôn đó. Bởi vậy các bạn hãy nhớ là coi hết video này để xem thử ba người kia có thể chiến thắng được cái con bọ cạp đó. Ôi, nó được tôi đâu ơi. Ôi. Được rồi, vậy là xong cái thử thách mê cung này rồi. Thì các bạn chuẩn bị đi ra ngoài xem thử mọi người xong chưa thế nào để chấm điểm nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn coi lại đó một lần nữa. Đây chính là cái mê cung khổng lồ bằng 7 sắc cầu vòng của mình đó các
các bạn ơi. Thì các bạn thấy như thế nào? Hãy coi hết video này để có thể chấm điểm cho con. Còn bây giờ mình thử hỏi mọi người xong chưa nha? Mọi người ơi, xong chưa vậy mọi người ơi? Wow, mình đã từ từ gọi là mình thấp thoáng thấy những cái mê cung của mọi người ở đằng sau được kìa các bạn. Không biết tất cả mọi người đã xong chưa nhỉ? Mọi người ơi, xong hết chưa vậy? Xong chưa anh em ơi? Xong rồi. Hình như chúng ta đã thấy mọi người rồi đó các bạn. Wow, quá trời cái mê cung luôn này. Các bạn có thể nhìn từ từ thấp tới cao này đó. Đầu tiên là của chị mèo. Ôi cái mê cung bằng đất, tới Huy Nấp là cái mê cung bằng kim cương, của Dắt là bằng TNT sao? Đúng rồi đó. Ủa, con của tôi gà là bằng cầu vòng mà. Đúng rồi, của tôi là bằng bảy sắc cầu vòng đó Dắt à. Bởi vậy của tôi hơi bị xịn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta hãy đi review từ cái mê cung tới nào anh em ơi. Bây giờ chúng ta sẽ đi theo gọi là từng cấp độ để chúng ta theo qua của chị mèo chứ các bạn. Qua đây đây, tập hợp nè. Ok mọi người ơi, chào mừng mọi người đến với mê cung của MTV. Mê cung MTV sao? Bây giờ phải làm gì đây? Bông hoa bỏ vô cái chỗ này. Vậy là trong mê cung này sẽ có một cái bông hoa để cắm vô đây thì để hoàn thành thắng rồi. Đúng rồi. Thì bây giờ Huy Nhất ơi, hãy cùng đi vô với tôi nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu vô cái mê cung của chị Mèo các bạn ơi. Ôi không biết cái mê cung được làm từ đất này có khó không ta anh em ơi. Anh em chia ra kiếm xem thử chỗ nào mới là đường đúng anh em. Ôi ôi đâu rồi đâu rồi. Ôi chết rồi mọi người ơi, bên này đường cục rồi, bên kia có gì không vậy? Đường cục Huy ơi, lùi lại. Em đường đi. Trời đất ơi, không biết là đường nào mới đúng ta. Thấy đường này có vẻ dài, đường này có vẻ dài anh em ơi, hình như có vẻ đúng rồi anh em ơi. Ôi cái gì? Ôi đâu vậy? Ơi ơi, đường cục sao? Ôi đường cục. Chết rồi bên này cũng đường cục rồi. Hướng nào vậy? Ừ đúng rồi, đường này mới đúng rồi anh em ơi. Đúng rồi. Hình như trong này có gì nè. Ủa phải không ta? Ôi, hình như đúng rồi nè. Ôi cái gì vậy? Sao có một con chuột ở đây vậy? Ôi ơi, con chuột cắn tôi anh em ơi. Ôi ai vậy? Ai vậy? Kiếm ra cái đường đi về rồi. Chết rồi, bây giờ đi kiếm đường về cũng là một cái chuyện khó đó các bạn ơi. Nhanh lên. Ôi chết rồi, đường cục rồi. Ôi sao chỗ nào cũng là đường cục đây. Ủa cái gì xảy ra vậy? Đúng rồi, đường này nè anh em ơi. Bây giờ chỉ cần mình cắm cái bông hoa này vô cái chỗ cũ là chúng ta sẽ thắng được thử thách đúng không chị Mèo luôn. Ok. Đây, sắp... nè, yeah, sắp thắng rồi. Đưa con bây giờ cắm vô nha. Chúc mừng. Vậy là chiến thắng rồi đó anh em ơi. Vậy đó chỉ là thử thách mê cung của chị Mèo. Các bạn thấy như thế nào? Rồi chấm điểm ở dưới nhà. Và bây giờ chúng ta sẽ qua mê cung của người tiếp theo. Đây là của ai đây? Của tao đó. Chào mừng đến với thử thách mê cung của Winup. Đi vô đây. Thử thách chơi mê cung của Winup sao? Được rồi. Vậy bây giờ sẽ đổi người các bạn. Bây giờ sẽ có mình, chị Mèo với lại Dắt cùng đi vô coi. Rồi hồi nãy là thử thách mê cung đất, bây giờ là kim cương rồi anh em ơi. Đi vô Dắt ơi, chơi. Ok rồi. Mê cung này có vẻ rộng rãi. Ủa trong này không có gì hết trơn. Đừng cục rồi. Bên này như là đừng cục rồi. Ôi trời, bên này cũng cục luôn rồi. Ôi vậy là mình đã đi sai từ đầu sao? Đi đâu rồi? Đi đâu bây giờ? Ủa này là đường về mà. Rốt cuộc là đường nào vậy trời? Ôi hình như thấy cái đường này có vẻ đúng rồi đó. Đúng rồi. Ủa đường này. Cửa nào? Ôi coi cửa vậy, mở cửa ra tôi coi. Ôi trong có con boss kia vậy là đúng rồi đó. Vô nào anh em ơi. Ôi cái gì vậy? Ôi trời. Ai cha. Ôi mình đã bị sập vô cái bẫy thử thách của tao rồi. Trời ơi, mình bị sập vô cái bẫy luôn rồi các bạn. Trời ơi, suýt nữa mình đi vô được rồi. Đừng coi, Dắt với chị Mèo ơi, chuẩn bị chúng ta bắt đầu bắt cua thế nào. Ôi, đúng là thử thách mê cung. Ok, mê cung mày bắt bắt cua đi. Ôi ôi, bên kia còn có mấy cái gì xoay xoay nữa kìa các bạn. Hãy cha, ôi ôi, xoay hơi bị căng lắm. Ôi, bị này, chuẩn bị này. Ai à, ôi, khó đó nhậu ơi. Dắt qua trước đi, Dắt qua trước đi. Bye bye Dắt, trời ơi, Dắt chạy, chạy thì chạy. Ôi, qua đi coi nè. Ôi, cha, yeah. Tôi quá đỉnh luôn. Nhảy đi Dắt ơi, cố lên chị Mèo, cố lên Dắt ơi. Ok. Mày lắm, được rồi, tiếp lên đây mày. Ôi trời, chị Mèo đang xuống dưới rồi. Thôi được rồi, bây giờ lên Dắt ơi, lên Dắt ơi. Ok, chuẩn bị nhảy quá này. Trời ơi, đang xuống lại rồi. Trời đất ơi, nhảy lại nè. Hả, cha, yeah, qua được rồi. Ôi, Dắt qua được rồi, chị Mèo thôi. Ôi, chị Mèo thôi. Ôi, qua được luôn rồi. Rồi sau lên. Bây giờ, ok vậy. Ôi, cái thang máy nó đưa mình lên nè. Nhưng mà có cái đường gì đây? Có kiếm ở trong này em ơi. Cái này là gì vậy? Vũ khí để mày đánh boss đó. Hiểu rồi, vậy là chúng ta bị rớt vô đây để chúng ta lấy vũ khí để cho đánh boss coi. Được rồi, còn bây giờ thì chúng ta hãy đi ra ngoài thôi. Ai chơi? Đúng rồi, nó nhảy ra từ cái bẫy rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đánh con boss này sao? Ai da, nó quấn tôi, nó bự quá. Ôi, ai da, ai ui, nó quấn tôi, còn có một team mà chạy lên đây. Ai ui, trời ơi, sao nó cứ canh tôi đó đánh vậy các bạn ơi. Mày coi. Ôi, trời ơi, mày chạy rồi, mình nấp rồi. Mày nhầm, mày nhìn tôi, mày đúng rồi, sử dụng cái vũ khí hồi nãy nè. Tiêu diệt nó đi anh em ơi. Vậy là đã xong thử thách mê cung quy nấp rồi, bây giờ chúng ta ra ngoài lại cho nó coi. Đi ra thôi nè anh em ơi. Vậy là đã xong thử thách mê cung quy nấp rồi, các bạn thấy thử thách như thế nào? Đừng quên comment chấm điểm dưới nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua thử thách của người tiếp theo, đó chính là của Dắt. Sao Dắt lại chọn chơi bằng TNT vậy? Sao mà xây TNT?
TNT vậy? Cái nó nguy hiểm. Sao TNT vậy? Trời đất ơi, cái mê cung này mình lỡ mà đốt một cái là nó nổ quanh cái mê cung luôn đó các bạn ơi. Đi vô tôi nào, anh em ơi, vô coi coi. Ủa, trong này rồi. Nó lẻ lẻ thôi. Anh em cẩn thận nha, nhiều khi nó có mấy cái nút mà đạp một cái là nó nổ cái đùng là chết đó nha. Đúng không? Dám đâu không dám. Trời đất ơi. Bên này vậy là bên này. Ủa, bên này có đường anh em ơi, bên này có đường này, lại lại anh em ơi. Bên này có đường. Ôi, đường cục luôn rồi. Ôi, trời đất ơi. Sao mà vô mà được ơi. Giữ vậy chắc ơi, sao mà đường cục bây giờ? Trời đất ơi. Ôi, bên này đường cũ rồi, vậy là bên phải nè, quay qua bên phải nè. Ô, bên này đường có vẻ rộng rãi nè em ơi. Được rồi, đi qua đi qua đi qua đi qua coi. Bên này quá trời đường luôn. Ủa nên đi đường nào bây giờ? Đi đâu bây giờ? Này. Ok ok, thử qua bên này theo ý đắp coi. Được rồi, đi đi nè các bạn ơi. Được rồi, qua bên này coi. Ok, đi qua bên này theo ý đi đắp các bạn. Nhanh nhanh nhanh. Ok. Ơi, trời ơi, chỗ này có lỗi. Coi chừng nha, coi chừng, coi chừng nhảy rớt vô là chết đó nha anh em. Được rồi. Bắt cua qua đây. Ôi da, chết rồi, rớt luôn rồi. Hay cha. Trời ơi, mình lại bị lọt vô cái bẫy sao? Trời đất ơi, thử thách đạp TNT. Trời đất ơi, tự nhiên bắt qua lỗi cái bị rớt vô cái bẫy luôn các bạn. Trời ơi, sao chỗ này có nhiều TNT quá vậy các bạn? Coi chừng nha, đừng có đạp vô cái gì béo. Ôi cái này dù cũng như là mê cùng nghe, mình phải vừa đi vừa né vậy các bạn. Coi chừng đó nha, coi chừng nha. Ôi ơi. Ôi trời ơi, lỡ đạp một cái rồi trời ơi, mất quá trời máu rồi anh em ơi. Anh em đi cẩn thận, anh em đi cẩn thận. Ôi trời đất ơi, tôi đạp vậy. Cẩn thận đó tôi à. Tôi nói mà tôi đạp vậy luôn các bạn ơi. Không sao sao, hết rồi. Được rồi, đi vô tiếp rồi anh em ơi. May quá, may quá, cái bẫy này không có gì khó. Được rồi, đi thôi. Ai cha. Ôi cái gì chưa thoát ra khỏi thử thách sao? Ôi là sao vậy? Trời đất ơi. Cái nữa kìa. Cái này mới khó trời đất ơi. Gỡ bom. Gỡ bom sao? Ủa là sao? Ôi trời đất ơi, sao có cái gì nó đang đếm ngược vậy? Ôi sao chỉ có 1 phút đếm ngược là sao vậy? Không lẽ nào cái này là bom hẹn giờ sao? Đúng rồi, bây giờ ông thấy cái này không? Cái màu xanh nè, có tổng cộng 3 cái, 4 cái à. 4 cái xanh sao? Ồ, vậy là chúng ta phải phá mấy cái máy màu xanh đó trước kia hết giờ anh em ơi. Nhanh lên. Ôi trời, có mấy cái lưỡi há gì ghê vậy? Ôi ôi, coi chừng cái con lụm vậy. Ôi được rồi, phá cái đầu tiên. Mày này con. Ôi được 1 trên 4 cái rồi các bạn ơi. Ôi giời, cái này là gái kìa. Ôi từ từ, cái khung nó không kẹp, cái khung nó không được kẹp coi. Được rồi, mở ra. Ôi nhảy nhảy. Ôi, há miệng ra, há miệng ra. Ôi có là được rồi, cái thứ này mày này con. Được rồi, phá đi cái thứ này. Ok ok, trời, cái gai này mới khó đấy coi. Ôi trời, nguy hiểm quá. Ôi cha. Cái thứ ba, 3 trên 4, còn một cái cuối cùng thôi. Ai ai, sao bắt giờ? Sao bắt giờ anh em ơi, sao bắt giờ? Nhanh lên. Cái cuối cùng này. Vậy là gỡ bom thành công chứ vậy anh em ơi. Anh công rồi. Ồ, vậy là cái quả bom ở dưới này nó đã được gỡ rồi anh em ơi. Phần thưởng cho mọi người. Phần thưởng là sao? Ủa, thử coi. Ủa, cái gì vậy? Ôi, mình đập nó ra được cái gì à? Đừng nói chính là cái phần thưởng nha. Đây chính là cái vũ khí các bạn ơi. Vậy bây giờ cái bom hẹn giờ này nó thành cái bom đen quăng rồi. Mình là bây giờ đi ra khỏi đây thôi anh em ơi. Let's go. Ai cha. Vậy là thoát ra từ khỏi cái bẫy rồi các bạn ơi. Đi thôi. Ok, đi tiếp rồi. Bây giờ chúng ta đã có vũ khí rồi, chúng ta không sợ chết. Chúng ta hãy tới chỗ là quánh cái con boss luôn các bạn. Ồ, như con boss trước mặt chúng ta nghe. Cái gì mà gớm vậy các bạn ơi. Đó là cái là gọi là cái mưu đồ của tôi, tại vì video này nhức đầu là sao mình giải được rồi. Bây giờ mình bay cao là mình coi mọi người giải cho mê cung mày sao các bạn. Bắt đầu trong mặt liền, trong mặt liền. Không biết cỡ mày cái đường giải bên này nè các bạn, sao mà biết được. Đang ra đường đi ra ngoài rồi. Ôi trời ơi, coi chừng nha. Ôi ba người đang đi chung kìa bạn ơi. Ôi ôi ôi, đi đúng đường chưa? Đi đúng đường rồi. Ôi giải ra được sao? Ôi đúng rồi kìa. Đúng rồi. Trời đất ơi. Trời ơi, mới là cái thử thách đầu tiên thôi, chưa sao đâu. Được rồi, thì chào mừng mọi người đến với thử thách bắn bia cầu vòng đó. Sau lưng tôi đó chính là ba cái bia nó đang di chuyển rất là nhanh. Và bây giờ mỗi người tôi sẽ cho mỗi người một cái mũi tên, cái cung tên để mà có thể bắn này. Đây, cái này là của chị Mèo nè, cái này là của Giác này đó, cái này là của Huy Nấp này. Còn bây giờ mọi người hãy cố gắng bắn làm sao để có thể vỡ được ba cái bia kia, thì cánh cửa nó sẽ tự động mở nha. Bắn theo lượt, bây giờ chị Mèo bắn trước này, bắn theo lượt bao nhiêu nha. Được rồi chị Mèo. Ok. Ôi rồi, hụt rồi, tới lượt Giác này.
giác cây, giác cây. Ôi ôi bay. Ôi ôi căng căng kiểu ai. Giác bắn được cái khối nhất luôn rồi. Được rồi, tao huy đây, tao huy đây, tao huy đây. Ôi tao. Đây là bắn này. Bắt ở hộp lô rồi, tao lại chị mèo lại. Ôi chị mèo hụt rồi, tao giác mày, tao giác mày. Ôi đi coi giác. Sao mày giác bắn hơi quá vậy? Ôi đây nè. Ghê quá vậy trời. Trời ơi. Trời làm gì vậy, làm gì vậy? Ôi trời, chị mèo nãy giờ không bắn được cái nào với cùi bắp vậy chị mèo? Thôi rồi, cánh cổng được mở rồi, mọi người đi qua, đi qua, đi qua, nhanh lên trước khi nó đóng lại bây giờ. Ok, thôi được rồi, và chào mừng mọi người đến với Mê Cùng Xoay Chiều đó. Ôi, chóng mặt đi, chóng mặt đi, bây giờ để giải thích này. Bây giờ có những cái mũi tên này chỉ cần đi vô là mọi người sẽ bị chóng mặt thôi. Đi tự đi ra lại cái cổ liền. Nhức đầu, ngoài đầu, nhức đầu liền. Ở đây lại có một cái mũi tên nữa nè. Sao đi ngược lại vậy? Ôi đúng rồi, cái mũi tay nó đưa mọi người ngược lại. Ôi bây giờ mọi người nhức đầu quá trời ơi. Trời ơi, bị kẹt trong vòng lập vô tận luôn rồi. Dạ sao. Bây giờ cho mọi người một cái chích là phải đi làm sao đó. Phải đi nhanh qua, đừng có để đứng trong cái mũi tên đó là nó xoay mình đó. Thôi được rồi nè. Nhưng mà đừng cục, rồi, đúng rồi, phải đi ngược lại, sai rồi sao. Mình làm mấy nãy giờ, sao cuối cùng đi đừng cục. Đừng đúng bên này. Rồi. Nó quay quay, nó quay nhiều lắm anh em à. Rồi cố lên. Ôi, anh em đang đi đúng đường rồi đó, anh em đang đi đúng đường rồi đó. Ở đây cũng có một cái mũi tên các này. Trong mặt ơi. Nhìn dắt các bạn, nhìn kia các bạn, để tôi vô thử cho các bạn coi trong mặt như nào. Cứu tôi. Mọi người ơi, qua nè, dắt qua được rồi. Còn mấy người kia đang bị. Huy đang qua, dắt qua được rồi. Còn mới Huy, còn mới. Trời đất ơi, mày đi lỗ hướng nữa rồi. Kêu ra. Đúng rồi. Cầu canh. Cứu tôi. Trời ơi, chị mèo cứ đứng quay vòng vòng kìa các bạn. Nhìn người chị mèo cứ quay vòng vòng. Trời đất ơi, đi ra khỏi chỗ đó. Mèo nó quay hoài luôn đó. Trời, đi ra đi. Cố lên chị mèo ơi, sắp ca được rồi đó. Cố lên. Ủa, chị mèo đang quay vòng vòng kìa bạn. Trời ơi. Đúng rồi. Trời ơi, thử thách này mới khó nè. Ở dưới là những con quái vật Rainbow Fan. Đây chính là thử thách bước nhảy cầu vòng đó. Em ơi, hãy chuẩn bị qua những cái này nè. Đây rồi, bốn cái này đó. Đầu quay bây giờ bước nhảy những cầu vòng lên. Anh em nhảy. Rồi xong rồi, nó bị một đám Rainbow Fan tấn công luôn rồi. Đến tôi. Dắt chơi cái này hơi bị pro đúng không? Rồi xong, mấy kè rồi. Rồi xong, nhìn Rainbow Fan đó, anh thích chứ các bạn. Ôi, chị mèo. Rồi, bây giờ tới nhảy, rồi tới nhảy nào. Cố lên, Huy ơi, cố lên. Bye, rồi luôn. Cố lên, Huy, nó bay nãy giờ. Cô đâu bắt cô nè. Trời đất ơi, vẫn còn hai người đó. Cố lên, cố lên. Ok, ghê. Cố lên, sắp rồi, Huy cổ vũ cho hai người bạn của mày đi, Huy ơi. Cố lên, nhảy đi. Trời đất ơi, hai người lại còn nhường nhau nữa. Trời đất ơi, nhanh lên. Mấy cái con ở dưới đang chờ để ăn thịt kìa. Ok, rồi xong luôn, tụi nó bù chị mèo luôn rồi. Trời đất ơi, chị mèo sao chị mèo. Được rồi, chị mèo cuối cùng cũng qua được luôn rồi các bạn ơi. Còn bây giờ chúng ta sẽ qua để chuẩn bị anh em ơi, đừng có giật mình nha. Con bò cặp cầu vòng. Trời đất ơi, quên cho mọi người dụng ý đây. Đây chính là cây súng cầu vòng, lẩm cây súng cầu vòng đi cho nhiều cái này. Đúng rồi. Súng cầu vòng bắn ra cầu vòng kia các bạn ơi. Con mày nè. Liệu mọi người muốn có gì mình đâu quá về cầu vòng này không thì đừng quên comment ở dưới nha các bạn. Hãy cổ vũ cho ba người này bằng cách bấm subscribe và like cho mình đi các bạn ơi. Bấm subscribe. Các bạn càng subscribe thì con cầu vòng này nó sẽ càng dễ tiêu diệt. Cố lên. Cố lên. Rồi, đi ra tôi. Đây chính là cái đường ra thoát khỏi cái mê cung vô tận ở đây. Đây là đã xong rồi đó các bạn ơi. Thì các bạn thấy thử thách mê cung của tôi là như thế nào? Trời ơi, nó có rộng không, nó có xịn không thì tất nhiên rồi phải có luôn. Thì các bạn đừng quên comment chấm điểm ở dưới. Ví dụ là chị mèo 1 điểm, tôi gà 1 tỷ điểm, mọi người không điểm. Được rồi. Ok, thì bây giờ hẹn gặp lại các bạn trong một video khác nha. Bye bye.